Xin chào các bạn, tôi là Trần Thị Khanh, đang là CEO công ty cổ phần Liên kết Việt Nhật và đồng thời cũng đang là nhà huấn luyện nghề nghiệp. Và trong cái buổi live stream ngày hôm nay thì tôi sẽ xin chia sẻ với tất cả các bạn một cái nội dung liên quan đến học thuyết Holland và 6 nhóm nghề nghiệp cơ bản. Và cái live stream và cái nội dung chia sẻ ngày hôm nay đặc biệt rất là phù hợp cho các bạn đang là học sinh từ cấp 2, các bạn học sinh cấp 3, các bạn đang là sinh viên đại học và thậm chí cả những bạn đang có nhu cầu mong muốn muốn tìm kiếm một cái công việc mới, muốn chuyển việc. Một số các bạn đang cảm thấy không hài lòng với công việc của mình và mình có cảm thấy là cái công việc này nó cứ sao sao ấy, nó không phù hợp với bản thân mình. Thì đây cũng sẽ là một cái nội dung giúp cho bạn sớm khám phá được chính bản thân mình, tìm hiểu bản thân mình phù hợp với những cái công việc nào và hiểu bản thân mình là một cái bước đầu tiên và quan trọng nhất trong cái việc thành công trong nghề nghiệp và trong cái cuộc sống của chúng ta. Và cái chương trình này cũng rất là phù hợp dành cho các ba mẹ đang là người có các con đang ở cái tuổi cấp 2, cấp 3 và rất là mong muốn là mình đầu tư cho con cái mình học các chương trình nào phù hợp để các bạn có thể làm quen, có thể học tập, có thể là có một cái lộ trình học tập rất là đúng đắn để hướng tới một cái công việc phù hợp trong tương lai. Và ngày hôm nay thì cái nội dung sẽ xoay quanh một cái nội dung rất là cơ bản để giúp cho các bạn có thể hiểu được bản thân của mình. Và chương trình này thì tôi sẽ làm thường xuyên vào 11 giờ thứ năm hàng tuần và ngày hôm nay là buổi đầu tiên và series này thì có thể kéo dài trong khoảng hơn 10 buổi hoặc có thể là dài hơn theo cái yêu cầu của các bạn để tôi có thể có những cái cơ hội được giải đáp cho các bạn nhiều các bạn nhé. Thế thì đầu tiên chúng ta hiểu học thuyết về học thuyết Holland. Học thuyết Holland hay gọi là mật mã Holland là tên gọi của một lý thuyết hướng nghiệp được phát triển bởi nhà tâm lý học John Holland, sinh năm 1919, mất 2008. Và theo lý thuyết mật mã Holland thì thiên hướng nghề nghiệp được phân thành 6 nhóm, đó là kỹ thuật, nghiên cứu, nghệ thuật, xã hội quản lý và nghiệp vụ. Mọi người thường có một số các kết hợp của hai hoặc ba trong các nhóm sở thích hộp của Holland. Và John Holland thì cho rằng nếu bạn thích các nhiệm vụ của một công việc thì bạn sẽ thích các công việc đó. Mọi người làm tốt nhất trong cái môi trường phù hợp với sở thích của họ. Và con người và môi trường làm việc có thể được kết hợp sao cho phù hợp nhất. Và điểm then chốt để hài lòng trong nghề nghiệp đó là sự liên kết sở thích với nghề nghiệp bạn chọn. Và ví dụ như là một người mà họ thuộc về cái nhóm xã hội, tức là họ thích support, hỗ trợ, kết nối với người khác thì chắc chắn là họ sẽ rất là phát điên lên khi phải làm việc ở một mình trong phòng cả một ngày, không được giao tiếp, không được nói chuyện với ai, không được kết nối với ai. Và họ hoàn toàn không thích cái công việc này. Và nếu mà bạn sẽ phải là cái người thuộc nhóm xã hội thích được kết nối mà phải làm các công việc, ví dụ như là mình làm các công việc với con số như kế toán, phải làm việc một mình chẳng hạn, hoặc làm các công việc phải nghiên cứu, phải làm một mình chẳng hạn, thì sớm hay muộn thì các bạn cũng sẽ chán cái công việc của mình, cho dù tài năng đến đâu đi chăng nữa, nhưng cái công việc đó không được bạn yêu thích thì bạn cũng sẽ nghỉ. Hoặc là một người làm nghệ thuật là cái người rất là sáng tạo, rất là bay bổng thì chắc chắn là họ sẽ rất là ghét cái công việc phải tuân thủ một cái bộ quy tắc rất là nghiêm ngặt, phải quy trình rồi làm rất là tuân thủ rất là nhiều cái quy định hay những cái gọi là những cái luật lệ rất là khắt khe. Thế thì rất là nhiều ba mẹ cho đến thời điểm này thì rất là mong muốn con mình có thể nối nghiệp của mình chẳng hạn, thì tôi cũng nhìn thấy rất là nhiều cái tấm gương như vậy, ví dụ như là bố mẹ đang là làm ở trong ngành bác sĩ chẳng hạn, rất là thành công ở trong lĩnh vực này, hay thậm chí là đang có hẳn một cái bệnh viện tư nhân và rất là mong muốn con của mình sau này học cái ngành y hay làm bác sĩ để có thể là làm bác sĩ giống như bố mẹ hay là nối nghiệp được cha mẹ chẳng hạn. Nhưng nếu con của ba mẹ đó không thuộc cái nhóm ngành phù hợp, ví dụ như là về nghiên cứu hay là làm về kỹ thuật hoặc là làm về các ngành hoặc là có cái xu hướng là muốn hỗ trợ support người khác chẳng hạn ấy, mà người này thiên về sáng tạo chẳng hạn. Thế thì nếu mà người con có cái xu hướng
là sở thích thuộc cái nhóm nghề nghiệp ưa cái sự sáng tạo chẳng hạn, thì chắc chắn rằng cho dù bạn có gọi là nghe theo lời bố mẹ, rất là mong muốn chiều lòng bố mẹ, là một người con rất là ngoan và không muốn phật lòng bố mẹ, thì đi học cái ngành y và sau đó thì có cố gắng nỗ lực để nối dõi hay là nối nghiệp được cha mẹ, thì thực sự đấy cũng không phải là cái điều rất là tốt cho người con. Con chỉ học và làm việc để làm sao đáp ứng được cái sự hài lòng, làm hài lòng bố mẹ để có hiếu với bố mẹ thôi, nhưng thực sự con không sống và làm việc phát huy được cái tài năng, cái sở trường của con, và thực sự thì con sẽ không hạnh phúc khi mà làm cái công việc cho dù thừa hưởng một cái gia tài hay là một cái sự nghiệp rất là vĩ đại của bố mẹ, thì con rất là về gồng mình và làm. Thế thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu các nhóm nghề nghiệp như thế nào anh chị nhé, các bạn nhé. Thì học thuyết Holland thì được chia làm 6 kiểu người, có 6 kiểu người, đó là người thực tế thuộc nhóm R, có nghĩa là R realistic, thì tôi sẽ không nói tiếng Anh mà tôi sẽ chuyển sang tiếng Việt và viết tắt thì các bạn có thể nhìn ở bên màn hình được. Người thực tế là R, người nghiên cứu investigate được có cái âm là âm I đó, âm I ngắn ở Việt, đọc tiếng Việt đó. Hay là artistic là nghệ sĩ là A, là A. Hay là social, người có tính xã hội là S. Hay là enterprising, tức là người có thiên phú về lãnh đạo, điều hành, quản lý thì là đọc là E. Đúng không ạ? Conventional nghĩa là cái mẫu người của cái việc thực gọi là nghiệp vụ, thực hiện nghiệp vụ, được viết tắt là C. Và có 6 cái môi trường để cho 6 cái người này có thể hoạt động phù hợp với họ. Và cái lý thuyết này sau này lấy 6 cái chữ cái ghép thành cái tên là RISIC, và các bạn có thể nhớ một cái đơn giản, đó là học thuyết Holland hay là mật mã Holland hay là nhóm tính cách nghề nghiệp Holland cũng có thể được, miễn làm sao bạn có thể nhớ và có thể sau này tìm hiểu được. Vậy thì bạn thuộc nhóm nào ở trong đây? Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng chúng ta sẽ nhìn thấy là cái nhóm nghiệp vụ kỹ thuật nghiên cứu thì hướng lên phía trên, thì sẽ cái nhóm này sẽ hướng làm các công việc liên quan đến sự vật. Cái nhóm mà quản lý xã hội nghệ thuật thì sẽ hướng xuống dưới, đó là con người. Nhóm nghiên cứu nghệ thuật thì sẽ hướng tới ý tưởng, và nhóm nghiệp vụ quản lý thì sẽ hướng tới làm các công việc liên quan đến dữ liệu. Thế thì nhìn ở trong đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là trong các nhóm 6, chia thành 6 nhóm nghề nghiệp này thì họ cũng có cái xu hướng làm việc rất là khác. Ví dụ như cái nhóm làm việc với con người thì họ thích được kết nối, làm việc với con người, được giao lưu, được nói chuyện. Còn nhóm làm với sự vật thì họ sẽ tập trung hướng tới cái công việc, hướng tới cái sự chi tiết, hướng tới cái sự action, hướng tới cái việc mà phải phải làm liên quan đến đến gọi là đa gọi là gì nhỉ, liên quan đến cái sự vật hoặc là cái đồ vật. Thế còn cái hướng mà nghiên cứu và nghệ thuật thì họ sẽ thiên về các công việc về sáng tạo, về nghiên cứu ra các ý tưởng hoặc là các phát kiến mới. Và nhóm thiên về dữ liệu thì họ sẽ làm việc với các con số, với các data, với các thông tin. Đấy là một trong những cái xu hướng mà các nhóm này thì họ sẽ thiên về. Thì bạn có thể biết sau khi bạn test thử một cái bài trắc nghiệm thì bạn biết bạn thuộc nhóm nào. Vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp theo phân tích từng nhóm một. Chúng ta sẽ có cái phần gọi là mô hình lục giác Holland. Thì với nhóm kỹ thuật thì những cái nhóm này rất là thích làm việc với vật cụ, các vật cụ thể này, làm việc với máy móc, dụng cụ, cây cối, con vật hoặc các hoạt động ngoài trời. Nhóm này họ không thích về lý thuyết, họ thích là nói là làm. Họ rất là ngại trong cái việc phải tìm tòi nghiên cứu hoặc là giấy tờ, data, dữ liệu. Họ thích làm việc và học tập bằng cái cách là hoạt động, được trực tiếp tiếp xúc với sự vật ở bên ngoài, làm việc với chai tay chân. Họ rất là tinh mắt và mắt tay được kết hợp với nhau rất là khéo. Thì nói về nhóm kỹ thuật thì trong tuần tới tôi sẽ đi sâu rất là chi tiết nhóm kỹ thuật để có cái đặc điểm gì, điểm mạnh, điểm yếu của họ là cái gì và những cái nghề nghiệp phù hợp của họ là gì, thì tôi sẽ chia sẻ ở buổi sau. Thì các bạn sẽ lưu ý vào 11 giờ thứ năm tuần sau, cũng ở trên fanpage là Khanh Trần Career Coach thì các bạn có thể xem, hoặc là trang web của Visualink. Tiếp theo đó là nhóm về nghiên cứu. Cái nhóm người này thì có cái tính cách đó là rất là thích quan sát, tìm tòi, khám phá, học hỏi, điều tra, phân tích, đánh giá hoặc là giải quyết vấn đề.
cái người này thì họ có khả năng tìm kiếm các dữ liệu, họ mà nghiên cứu cái nội dung gì hoặc cái lĩnh vực gì thì họ nghiên cứu rất là sâu, họ thích cái gì thì họ sẽ theo đuổi cái đó, và nếu mà theo đuổi thì họ sẽ theo đuổi đến cùng. Và khi mà mình làm việc với cái người mà nhóm nghiên cứu thì hay họ hay hỏi là tại sao, như thế nào, cái gì, rồi hãy họ hay rất là hay chất vấn. Và nói chuyện với những người này thì họ phải có những cái bằng chứng, bằng những cái dữ liệu rất là cụ thể, còn nếu không thì họ không có thích. Và những cái người này thì họ dành rất là nhiều thời gian để tìm tòi nghiên cứu và lên website hay đọc sách hay tìm hiểu những cái data để tìm ra được cái bản chất hay là đi sâu vào vấn đề thì họ mới chịu. Và khi họ học tập thì họ sẽ rất là hay vặn vẹo, họ sẽ rất là khâm phục các thầy cô giáo nào mà hiểu biết sâu, còn các thầy cô giáo hay là những người mà giảng giải cho họ ấy, không sâu thì họ sẽ không phục và họ sẽ hay nghi ngờ. Vâng ạ, đấy là nhóm liên quan đến nghiên cứu và điểm mạnh của họ hay là những cái nghề nghiệp phù hợp thì tôi sẽ chia sẻ ở những cái buổi chi tiết lần sau, thì là một cái buổi sau sau cái buổi nhóm kỹ thuật. Nhóm thứ ba đó là nhóm nghệ thuật. Cái nhóm này có khả năng nghệ thuật này, sáng tác, trực giác. Họ thích làm việc trong các tình huống không có kế hoạch trước, dùng sự sáng tạo, trí tưởng tượng. Họ có thể là có khả năng sáng tác văn thơ, viết văn, hay là họ có khả năng về nghệ thuật liên quan đến múa, hát, biểu diễn, hay là họ có khả năng là biên tập những cái chương trình, những cái nội dung về nghệ thuật, có cái sự sáng tạo, họ có cái sự cảm hứng, có cái cảm xúc ở trong đấy nhiều, và họ có thể là làm các công việc ở trong rất là nhiều cái lĩnh vực mà trong cuộc sống hàng ngày, hay là họ làm những cái người mà không thích cái sự gò bó, không thích có cái sự nghiên cứu, tìm tòi quá sâu về những cái thứ mà liên quan đến data dữ liệu, bởi vì họ bằng trực giác, họ tưởng tượng rất là phong phú, và những cái người này thì họ cũng có cái khả năng về thẩm mỹ rất là cao, thẩm mỹ về màu sắc hay là thời trang hay là về những cái bố cục trình bày chẳng hạn. Và cái người này rất là truyền cảm hứng cho mọi người. Đó là cái người liên quan đến nhóm kỹ thuật. Và chi tiết thì chúng tôi lại có một cái buổi ở đằng sau và các bạn hãy tham gia theo dõi nhé. Nhóm thứ tư đó là nhóm xã hội. Cái nhóm người này là cái nhóm nhiều nhất ở trong tất cả nhóm người trong xã hội, là những người họ thích các công việc cung cấp dịch vụ hoặc làm các công việc giúp đỡ huấn luyện người khác. Thực tế thì trong tất cả con người chúng ta không ai chỉ có một nhóm ở trong cái nhóm lục giác này đâu. Hầu hết chúng ta sẽ có từ 2 đến 3 nhóm. Nhưng nhóm nào mà các bạn làm bài test ấy, bài bài trắc nghiệm ấy, điểm cao nhất thì đấy là nhóm nổi trội. Còn sau đó thì chúng ta sẽ có thêm 1 đến 2 nhóm khác ở trong mỗi con người chúng ta. Thì hầu hết ở trong xã hội của chúng ta ấy, thì tôi thấy là cái tỷ lệ mà các bạn làm bài test, bài trắc nghiệm ấy, thì ở trong đấy hầu hết, không phải hầu hết đâu, xin lỗi, không phải hầu hết, mà cái tỷ lệ mà cái người có thêm cái nhóm gọi là nhóm xã hội ở trong con người của họ rất là nhiều. Cho nên ở trong xã hội chúng ta thì mới có rất là nhiều cái người mà mong muốn giúp đỡ hỗ trợ người khác đó. Tiếp theo đó là nhóm quản lý. Cái nhóm quản lý này rất là hay, họ là cái người mà thích làm việc với người khác, họ có khả năng tác động, thuyết phục, thu phục, hay có họ đôi khi họ có khả năng thao túng người khác. Họ thiên về cái khả năng về lãnh đạo, muốn quản lý các mục tiêu, và họ rất là thực dụng. Họ làm mọi công việc thì hướng tới một cái mục tiêu là tiền, là vật chất cũng rất là cao về lợi ích kinh tế. Và khi mà họ muốn đạt được cái điều gì thì họ sẽ tìm bằng mọi cách để họ có thể đạt được cái mục tiêu về lợi ích, về cho kinh tế, cho cá nhân hoặc cho tổ chức. Và những cái người này có khả năng nói chuyện, dùng các ngôn từ để có thể là thuyết phục người khác theo họ. Và họ có khả năng nhìn xa trông rộng. Mà ngay từ nhỏ những cái người mà có cái nhóm quản lý thì đã có suy nghĩ về kiếm tiền rồi. Các bạn mà đang học sinh cấp 2 chẳng hạn ấy, hay cấp 3 ấy, là bạn ấy nhìn thấy đâu cũng có cơ hội để kiếm tiền. Bạn ấy hay suy nghĩ về cái cách để làm sao có thể kiếm được tiền ngay, và bạn ấy sẽ làm kinh doanh rất là sớm. Cho nên là nếu mà ba mẹ có những người con ấy, mà ví dụ ba mẹ mình ở các ba mẹ mà ở nhóm xã hội hay nhóm nghệ thuật là cái nhóm mà thiên về sáng tạo, kỹ năng sáng tạo hoặc là gọi là cảm hứng hoặc là cảm xúc hay là muốn giúp đỡ người khác, mà có con ở cái nhóm quản lý xã hội ấy, thì đôi khi á
thì ba mẹ cũng rất là cảm thấy rất là đôi khi hơi stress, bởi vì ôi con của tôi là nó toàn kiếm tiền thôi, nó toàn đam mê kiếm tiền thôi, và bởi vì cái nhóm xã hội thì lại thích giúp đỡ chứ không nghĩ về nhiều về tiền, cho nên là họ cảm thấy là con của mình là nó ham tiền quá. Vâng, cũng không có vấn đề gì đâu. Mỗi đứa trẻ con hay là mỗi một bạn thì ở mang trong mình cái nhóm về nghề nghiệp. Thì bản thân tôi lúc tôi 10 tuổi á, thì hồi nhỏ ở trước cửa nhà tôi có một cái khoảng đất và có một cái ao, một cái ao. Thế thì tôi xuống tôi trồng rau, đầu tiên là trồng rau để cho chính nhà mình ăn thôi. Và sau đó thì rau nó nhiều quá không thể ăn hết được thì tôi bắt đầu tôi nghĩ là đi bán. Nhưng thực tế thì cái chỗ mà tôi trồng rau ấy nó cũng chỉ được một khoảnh thôi. Cho nên là bán được 2 3 ngày đã hết rồi, và bắt đầu thì tôi đã nghĩ ô tại sao mình không đi mua rau chỗ khác mình bán nhỉ? Cho nên là ngay từ tầm khoảng lớp 5, lớp 6 á, là tôi đã có rất là thích về 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 kinh doanh rồi, về kiếm để có mục tiêu về kinh tế kiếm tiền rồi. Và trong suốt nhiều năm học cấp 2 ấy, là tôi đã nghĩ cách để đi mua bán rồi, để đi bán hàng và mua đi bán lại rồi. Cho nên là sau này khi mà vào đại học, học xong rồi đi ra ngoài bắt đầu làm một thời gian ở các nơi, những cái nơi mà thiếu cái sự sáng tạo hay không được làm theo cái ý của mình, hoặc là không có hướng tới nhiều đến cái mục tiêu các công việc mà không có hướng tới cái mục tiêu kinh tế, thì tôi cảm thấy rất là không không có hứng thú, không có hào hứng. Cho nên là đó là cái lý do mà tại sao sau này thì tôi đã rất là liều lĩnh thành lập một cái công ty để làm việc, và ngày hôm nay thì công ty Vijalink là công ty đã có 12 năm ở trong lĩnh vực giới thiệu nhân sự và làm việc với Nhật Bản là như vậy. Cho nên là nhìn lại cái hành trình, cái quãng đường của mình thì mình mới thấy đó là tôi có cái nhóm là nhóm nghệ, nhóm đầu mạnh nhất đó là nhóm quản lý, sau đó đến nhóm nghệ thuật và nhóm xã hội. Thì đây là cái nhóm của tôi. Thì nếu mà bạn ở trong cái nhóm này thì hãy cứ dần dần suy nghĩ và thử chiêm nghiệm với bản thân xem nhé. Và nhóm cuối cùng là nhóm nghiệp vụ, đó là cái nhóm những người này rất là thích làm việc với các dữ liệu, các con số. Họ có khả năng làm việc ở trong văn phòng rất là lâu, làm việc với các dữ liệu, họ có thể ngồi rất là chi tiết để thống kê các con số một cách rất là chính xác. Người này rất tỉ mỉ, cẩn thận và họ làm theo quy trình hướng dẫn. Người này nếu mà phải ở trong một cái môi trường, ví dụ như ở sáng tạo nghệ thuật chẳng hạn, thì họ rất là bối rối, họ không thể nào làm được cái công việc mà tùy hứng được. Cái người này mà không có những cái hướng dẫn, không có những data, không có những cái dữ liệu, không có cái thời gian để nghiên cứu, không có một cái môi trường yên tĩnh để cái người này học tập hoặc là tìm hiểu, nghiên cứu, làm việc ấy, thì họ sẽ không thể làm việc hiệu quả được. Họ cần một cái không gian yên tĩnh và làm việc với những cái chỉ số, những cái data dữ liệu rất là chính xác. Vì vậy thì nếu mà bạn có con hay là bạn ở trong cái nhóm nghiệp vụ này á, thì hãy thử chiêm nghiệm lại xem có đúng hay không nhá. Và tôi mời gọi tất cả các bạn đang xem livestream này, xem cái video này á, thì hãy vào cái trang phát triển nghề nghiệp.vn. Ở trong đây thì các bạn sẽ thấy một cái pop up, tức là nó nhảy lên cái màn hình, đó là trắc nghiệm tính cách nghề nghiệp Holland. Bạn hãy click vào đấy, tạo một cái account và làm một cái bài test hoàn toàn free, miễn phí, để chúng tôi làm cái website đấy để hoàn toàn là free, miễn phí cho cộng đồng cũng như cho rất là nhiều các bạn kỹ sư, các bạn ứng viên đang xin việc làm thông qua VisaLink, để chúng tôi có thể hỗ trợ làm, giúp cho bạn tìm ra nghề nghiệp yêu thích, phù hợp, và chính bản thân bạn cũng tự nhận ra được là tôi phù hợp với công việc này, công việc kia để apply cho phù hợp. Và các ba mẹ có con cấp 3 thì cũng nên để con làm ngay, và mỗi một năm thì mình làm lên làm 2 lần. Bởi vì đôi khi á, thì có những cái lúc bạn được trải nghiệm ở trong rất là nhiều cái môi trường, được làm một công việc thử gì đó thì bạn có thể là thay đổi cho thời gian, thì chúng ta thường xuyên là 1 năm nên làm 1 lần, và tôi khuyến khích là khoảng 1 năm nhá, ít nhất là 1 năm nên làm 1 lần để xem cái chỉ số các nhóm của mình có thay đổi hay không, mình có thích ứng hay không. Về cơ bản thì thay đổi cũng có nhưng cũng có thể là ít, không có nhiều, nhưng mình cứ thử mà xem các bạn nhé. Thì vào cái trang phát triển nghề nghiệp.vn có cái phần pop up lên là trắc nghiệm tính cách nghề nghiệp lần ha. Và thứ năm tuần sau thì chúng tôi tiếp tục livestream ở cái trang fanpage Career Coach Thanh Trần, cũng như là ở trang website của Visualink. Ở trong đó có cái phần phân tích và khám phá nhóm kỹ thuật, và tuần tới thì tôi sẽ chia sẻ về nhóm về về cái nhóm phân tích nhá, xin lỗi, chúng ta sẽ đi vào cái nhóm để chúng ta phân tích và khám phá về cái nhóm kỹ thuật. Cái nhóm này rất là thú vị, nếu mà bạn đang là kỹ sư đang học ở những cái trường
đại học Bách khoa, đại học xây dựng, đại học khối kỹ thuật, hoặc là những cái bạn đang học là đang là sinh viên cấp 3 nhé, thì các bạn đang rất là thích cái môn toán lý hóa, các môn tự nhiên, và các bạn cũng quan tâm đến cái về 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 khối ngành kỹ thuật, thì rất là nên vào đây xem. Và nếu mà bạn có những người bạn mà đang quan tâm đến cái khối ngành kỹ thuật, nhưng có thể là bạn cũng băn khoăn là không biết học kỹ thuật hay kinh tế, học kỹ thuật hay là học về 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 các môn về về trường nhân văn chẳng hạn, vân vân đó, thì các bạn hãy theo dõi để chúng ta đi sâu vào nhóm kỹ thuật. Và trước khi mà bạn đi vào nhóm kỹ thuật thì tôi mời gọi các bạn bắt buộc là phải có một cái bài trắc nghiệm về bản thân mình, về thì bạn mới có thể biết được là mình ở cái nhóm đấy và cái chỉ số mình bao nhiêu. Ở trong cái bài phân tích đấy thì nó cũng có một vài cái nội dung mà bạn có thể là biết được rồi á. Thế thì ở trong đó, khi mà ở trong đó thì hoàn toàn là bạn đã có thể là hiểu được một phần nào đấy rồi đấy. Và tôi hy vọng là tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở cái nội dung chia sẻ về nhóm kỹ thuật. Và nếu bạn có cái câu hỏi nào thì vui lòng hãy đặt cái câu hỏi vào trong fanpage và chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn sớm. Và câu hỏi của các bạn đặt ở trong fanpage thì chúng tôi cũng có thể là inbox lại để trả lời cho các bạn. Hoặc là cái nội dung của các bạn ấy thì chúng tôi sẽ trả lời trước khi cái livestream vào tuần sau. Thứ năm tuần sau trước cái giờ đấy thì tôi có thể dành thời gian để giao lưu cùng các bạn live và trả lời các câu hỏi cho các bạn nhé. Đấy là một trong những cái nội dung mà tôi rất là muốn hỗ trợ cho các bạn, đặc biệt là những bạn đang lớp 10, lớp 11 á, là chúng ta đang chuẩn bị để xây dựng một cái lộ trình để học tập, mà thi gì, học gì. Và trước khi chúng ta thi gì, học gì thì chúng ta phải biết được cái đích đến của chúng ta là trong tương lai 5 năm tới tôi muốn theo đuổi cái ngành gì, hay là tôi muốn học cái ngành gì, đam mê của tôi là cái gì, để bạn sẽ đưa cái lộ trình vào trong cái kế hoạch của mình, đưa cái lộ trình học tập ấy, thi chuẩn bị thi như thế nào vào trong cái kế hoạch, một cái bản đồ lớn của bạn. Và sau đó chúng ta sẽ chọn trường, chọn ngành trước, rồi chúng ta sẽ chọn trường, rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái phần học cái gì để thi được, phải không ạ? Học cái gì hay là học thêm những cái kỹ năng gì để đạt được cái nghề nghiệp đó trong tương lai, thì chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ năm tuần sau ở trang fanpage Career Coach Khanh Trần. Và tôi rất là vui mừng được rất là nhiều các bạn học sinh, sinh viên trong suốt một năm vừa qua đã tham gia các chương trình huấn luyện nghề nghiệp của tôi cũng như của các đồng đội của chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới các bạn mà quan tâm đến các dịch vụ liên quan huấn luyện nghề nghiệp, các bạn thực sự rất là bối rối bởi vì chuẩn bị là đầu tư khoảng 400-500 triệu cho 5 năm học đại học. Thì không biết là có nên học cái ngành này hay không? Vậy thì hãy dành khoảng một vài ngày để tham gia các chương trình liên quan huấn luyện nghề nghiệp, hay là nếu mà ba mẹ thực sự là mong muốn là hàng năm mình có thể định hướng cho con, hoặc là thậm chí mình mong muốn là có thể trở thành cái người hướng nghiệp cho chính bản thân mình, giúp cho nhân sự trong công ty của mình, hoặc là tuyển dụng cho công ty của mình đúng, thì rất là nên tham gia các chương trình về huấn luyện nghề nghiệp, bởi vì là một cái chương trình giúp cho từ các bạn học sinh, sinh viên cho đến cha mẹ để có thể trở thành người định hướng cho con cái và cho chính bản thân mình. Hay nếu mà bạn đang làm ở các bộ phận liên quan như nhân sự hay là CEO ở các công ty doanh nghiệp ấy, thì thực sự là một cái chương trình rất là cần thiết để giúp cho các bạn tuyển được đúng người, bố trí cũng như là xây dựng cái lộ trình nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự của bạn thật tốt. Và tôi hy vọng sẽ sớm gặp bạn lại bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.